Hi, xin chào tất cả mọi người, mình đã trở lại rồi đây và hôm nay mình sẽ nói vấn đề gì? Ok, mấy hôm trước thì có một bạn nhắn tin cho mình và nói là bạn ấy xem những cái clip trên YouTube kiểu những bí mật mà tiếp viên hàng không không muốn tiết lộ với bạn. Và sau khi xem xong thì bạn ấy hơi hoang mang và tò mò không biết là nó có thật sự đúng như vậy hay không. Thì bạn ấy hỏi mình, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip reaction. Mình sẽ cùng xem những cái clip đó với mọi người và sẽ nói cho mọi người biết là nó có thật sự đúng với mình hay không. Kiểu trong quá trình làm tiếp viên hàng không của mình thì mình đã từng gặp những chuyện đó, và là những chuyện đó nó có thật sự xảy ra với mình hay không, thì những bí mật đó là những bí mật gì và tính xác thật của nó như thế nào. Ok, không làm mất thời gian của các bạn nữa, bắt đầu thôi. Cùng xem nha. Chú ý, muốn biết cách để có thêm bữa ăn miễn phí trên chuyến bay tới chứ? Điều gì khiến tiếp viên khó chịu nhất? Tôi đang nói vấn đề gì ở đây? Cuối cùng thì bí mật và ác mộng của tiếp viên hàng không cũng được tiết lộ. Ở lại đến cuối cùng để tìm hiểu xem những biệt danh bí mật mà họ đặt cho bạn nhé. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Số 1, họ đánh giá bạn trong khi lên máy bay. Nếu bạn hơi kỳ lạ chút khi lên máy bay, họ có thể đánh dấu bạn là một hành khách tiềm ẩn nhiều vấn đề. Việc sàng lọc này cho phép họ dự đoán lại chuyến bay sắp tới sẽ thế nào. Ok, đúng là khi mà hành khách lên máy bay thì tụi mình sẽ chào khách đúng không? Thì lúc đó tụi mình cũng sẽ quan sát khách nữa. Có nghĩa là nhiều khi sẽ có những cái khách mà mình cần chú ý, ví dụ như khách có biểu hiện say xỉn chẳng hạn đúng không? Mình cũng phải chú ý thêm là ví dụ như trên chuyến bay mà khách đó lại muốn uống thêm bia rượu này kia thì mình sẽ có cái cách để mình xử lý sao mà cho khách không bị say hơn nữa. Hoặc là có những cái hành khách mà tụi mình sẽ chú ý đặc biệt, giống như ví dụ như có thể họ sẽ là đồng nghiệp với tụi mình. Ví dụ như người đó là tiếp viên, mình nhìn mình cũng có thể nhận ra được. Thì trong những cái trường hợp mà ví dụ như y bác sĩ nữa, thì trong những cái trường hợp cần thiết có thể là mình sẽ cần nhờ đến họ, cho nên là đó là lý do tại sao mà tụi mình sẽ chú ý đến khách lúc mà khách mới lên máy bay. Số 2, và một trong số họ đang đếm bạn. Bạn có bao giờ để ý cách một trong những tiếp viên hàng không mỉm cười chào đón bạn với hai tay để sau lưng không? Nó không phải vì họ vừa thay dầu động cơ và bôi trơn máy bay. Đó là vì họ đã giữ một máy đếm đặc biệt để theo dõi xem có bao nhiêu hành khách đã lên máy. Cái này á thì mình nghĩ là tùy hãng, hình như là hãng Vietjet thì tiếp viên mình thấy là có bấm, cầm cái nút bấm và đếm khách. Còn cái hãng của mình á thì tụi mình không có đếm khách như thế này. Khi mà các bạn lên máy bay á, soát vé này kia, thì khi mà họ soát á thì họ đã có scan cái tờ vé của các bạn rồi, và họ sẽ biết là khách nào đã lên máy bay, khách nào chưa. Thì chỉ khi nào mà sau khi khách đã qua hết rồi, hoặc scan hết rồi mà họ thấy thiếu khách thì họ mới lên để họ check lại và họ kiếm khách thôi. Chứ tụi mình ở hãng mình thì tụi mình sẽ không đếm khách như thế này. Bài đó. Số 3. Một số hành khách lấy áo phao từ máy bay. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng có một chiếc dưới ghế của bạn trước khi cất cánh. Nếu nó bị mất. Nếu mà các bạn có theo dõi những cái tin tức về hàng không thì cũng thấy là cũng có khá nhiều khách ha, tự ý lấy áo phao, tự đem về nhà luôn. Thì cái đó chắc chắn là các bạn sẽ bị phạt hành chính, là nó sẽ bị phạt tiền. Tại vì áo phao là một trong những cái thiết bị an toàn rất là cần thiết phải có ở trên bay. Tụi mình đều phải kiểm tra áo phao trước mỗi chuyến bay xem là nó có ở đúng cái vị trí đó hay không. Tại vì trong cái trường hợp khẩn cấp mà nếu khách mà phát hiện là không có áo phao thì sẽ rất là mất thời gian của họ nữa đúng không? Tuy là trước chuyến bay tụi mình có kiểm tra rồi, nhưng mà ok, nếu mà các bạn sợ, các bạn cẩn thận thì các bạn có thể kiểm tra lại cái chỗ ngồi của mình sẽ có áo phao một lần nữa chưa. Và nếu mà chưa thì các bạn hãy nói với tụi mình. Tụi mình sẽ để một cái áo phao vào chỗ ngồi của bạn để đảm bảo cái sự an toàn nhất cho bạn. Nó có thể trở thành một món quà lưu niệm cho một hành khách Quà nào lưu đó niệm. đã hí hoáy trước bạn. Chỉ cần thông báo cho phi hành đoàn biết về nó là ổn. Số 4. Họ không đùa khi yêu cầu bạn tắt thiết bị điện tử. Một chiếc điện thoại không ở chế độ máy bay sẽ không làm hỏng máy bay hoặc bất cứ điều gì. Nhưng nếu tất cả mọi người quyết định bỏ qua lệnh tắt sóng điện thoại, điều này có thể can thiệp nghiêm trọng vào việc giao tiếp giữa kiểm soát không lưu và buồng lái. Ok, vấn đề này mình cũng đã nói ở trong cái clip là giải mã những yêu cầu khó hiểu của tiếp viên hàng không đối với hành khách trên máy bay đó. Mình cũng có giải thích là tại sao lại phải chuyển sang cái chế độ máy bay rồi. Và có bạn hỏi mình đó là có cái clip là kiểu tuy là kêu hành khách tắt nhưng mà tiếp viên lại lại được xài, thì thật ra là mình nghĩ là có những cái người xài đi nữa thì họ cũng đang lách luật, họ đang xài lén thôi. Chứ tiếp viên tụi mình để yêu cầu khách như vậy thì tụi mình phải là cái người đầu tiên chấp hành chứ đúng không? Thường á mà
Chứ mỗi chuyến bay á, tụi chỉ cần service đi tới sân bay thôi là mình đã tắt cái điện thoại của mình sang cái chế độ máy bay rồi cho nó chắc ăn. Tại vì nếu mà tụi mình bị phát hiện là sau khi cái hiệu lệnh đổi chế độ điện thoại sang chế độ máy bay rồi mà tụi mình tiếp viên tụi mình mà vẫn chưa, thì tụi mình sẽ bị kỷ luật rất là nặng, sẽ bị kỷ luật rất là nặng và sẽ có những cái hình phạt đối với tụi mình. Cho nên là cái việc này tụi mình hoàn toàn phải nghiêm chỉnh chấp hành theo cái quy định này. Số 5. Nếu bạn sử dụng phòng vệ sinh trước khi cất cánh, họ sẽ thông báo cho phi công. Nếu bạn chăm chỉ uống cà phê ở sân bay, hãy giải quyết nỗi buồn trước khi lên máy bay. Phi hành đoàn sẽ phải thông báo cho các phi công nếu có hành khách trong phòng vệ sinh và họ sẽ không cất cánh cho đến khi bạn ra ngoài. Họ không muốn bạn ngã ở trong đó. Đó, điều này mình cũng đã nói trong cái clip kia rồi ha, là tụi mình nếu mà báo khách mà xài nhà vệ sinh trong cái lúc mà máy bay chuẩn bị cất cánh thì tụi mình phải báo liền cho cái phi công là phải dừng lại, tại vì đã có khách trong nhà vệ sinh rồi, không được phép cất cánh. Và nếu mà các bạn muốn biết tại sao thì hãy xem lại cái clip giải mã những yêu cầu khó hiểu của tiếp viên hàng không đối với hành khách máy bay, mình đã có giải thích rõ rồi. Mình nghĩ vẫn là tốt nhất ở sân bay các bạn giải quyết hết nỗi buồn của mình đi, để lên máy bay rồi, tại lên máy bay á, cái khoảng thời gian mà các bạn lên tới nơi rồi các bạn tìm chỗ ngồi, các bạn cất hành lý, rồi các bạn ổn định chỗ ngồi, rồi bắt đầu các bạn mới kiếm nhà vệ sinh á, thì nhà vệ sinh trên máy bay là có một con số có hạn thôi. Bạn nghĩ 200 hành khách, 100 mấy 200 hành khách mà chỉ có 3 4 cái toilet thì các bạn nghĩ là nó sẽ bị kẹt tới mức nào đúng không? Cho nên để cái sự thoải mái nhất dành cho các bạn thì các bạn hãy, mình khuyến khích các bạn sử dụng toilet ở dưới sân bay. Số 6. Tiếp viên hàng không không được trả lương để giúp bạn nâng túi xách. Trên thực tế, họ không được trả tiền để chào đón bạn, chỉ cho bạn chỗ ngồi hoặc thậm chí là hàng giờ chờ đợi khi chuyến bay bị hoãn. Họ chỉ được trả tiền cho giờ bay thực tế thôi. Đúng rồi, hoàn toàn chính xác. Đó là cái giờ bay, cái lương giờ bay của tụi mình á, nó không được tính cái lúc mà máy bay còn trên mặt đất. Những việc tụi mình làm ở trên mặt đất đều không được tính lương. Tụi mình chỉ được tính lương khi mà máy bay cất cánh cho đến lúc máy bay hạ cánh, là khoảng thời gian trên trời, khoảng thời gian máy bay bay trên trời thì tụi mình mới được tính lương thôi. Còn trước đó và sau đó tụi mình đều không có lương, không được tính lương cái khúc đó. Cho nên là cho dù có máy bay có bị hoãn mà mọi người tức giận, mọi người chửi tụi mình thì mọi người hiểu không, là tụi mình cũng rất là buồn. Tại vì cái khoảng thời gian đó mình cũng đâu có tiền đâu, delay khoảng thêm 1-2 tiếng, tự nhiên tụi mình lại phải mất 1-2 tiếng của bản thân cho cái việc đi làm, trong khi tụi mình không được trả thêm. Cho nên là nếu mà xảy ra hoãn hay delay kia thì hy vọng là mọi người đều thông cảm một chút cho nhau, chứ thật ra là cái chuyện đó cũng không ai muốn hết. Số 7. Lịch trình của họ rất căng thẳng. Họ không cắm trại trong lều và họ cũng không đi du lịch sang chảnh đến một điểm đến tuyệt vời mới mỗi ngày. Họ không có tuần làm việc cố định và đôi khi, đặc biệt là lúc đầu, họ làm việc theo lịch trình dự trữ. Có nghĩa là họ phải sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào trong ngày để thế chỗ cho ai đó. Họ phải ở cách sân bay 90 đến 120 phút. Đúng rồi. Có nghĩa là lịch trình của tụi mình nghĩ là mình làm cho hãng nước ngoài thì cũng đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nếu mà là tiếp viên hãng trong nước mình và bay những chuyến nội địa thì có khi là một ngày mọi người bay chừng 8 chuyến vậy đó, 4 chuyến quay đầu luôn. Lịch trình rất là mệt. Còn tụi mình thì đỡ hơn một chút, làm cho hãng quốc tế bay nước ngoài này kia thì tụi mình sẽ ít gặp những cái chuyến quay đầu ngắn như vậy. Hay là mình không biết các hãng khác như thế nào, nhưng mà hãng mình thì tụi mình đúng là sẽ có những ngày mà kiểu standby á, là kiểu đợi á, là không có một cái chuyến bay cố định rõ ràng ngày hôm đó, mà nó sẽ cho một khoảng thời gian để tụi mình đợi, ví dụ như từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa là tụi mình phải trong cái trạng thái sẵn sàng. Tại vì nếu mà có bất kỳ những cái bạn tiếp viên nào mà có một cái việc đột xuất nào đó mà không thể thực hiện nhiệm vụ, không thể đi bay thì sẽ bốc tụi mình lên thế những các bạn đó. Cho nên là sẽ có những ngày mà tụi mình đợi như vậy. Và hãng của mình thì sẽ có những chuyến đêm và không có gì ghép bằng standby đêm hết. Đó là khoảng thời gian từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng. 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng tụi mình phải đợi. Nếu mà bên công ty gọi là tụi mình phải chạy ra sân bay liền. Cho nên là đó cũng là một cái, những cái điều mà hơi khó khăn của tiếp viên hàng không tụi mình. Số 8. Họ không biết nhau. Hiếm khi có một phi hành đoàn lúc nào cũng làm việc cùng nhau. Trong hầu hết các trường hợp, họ chỉ biết người bay cùng họ ngay trước chuyến đi trong cuộc họp ngắn trước đó. Vì vậy, nếu bạn nghe thấy họ gọi nhau là bạn gì ơi, có thể là do họ không biết tên của nhau. Cái này là đúng là tụi mình sẽ không quen biết nhau trước, nhưng mà tụi mình sẽ có cách để tụi mình kiểm tra được cái đoàn bay ngày hôm đó mình sẽ bay chung với những ai, thì chỉ biết tên vậy thôi. Và lúc mà vô phòng họp thì tụi mình cũng làm quen với nhau sơ sơ, cũng sẽ giới thiệu với nhau là mình tên gì và mình hôm nay mình sẽ ngồi ở cái vị trí nào này kia, để cho mọi người biết nhau trước. Thì lỡ bay thì có khi tụi mình sẽ gọi nhau bằng cái tên, thì tụi mình có bảng tên mà đúng không, gọi nhau bằng tên cũng có, và gọi nhau bằng cái tên mà vị trí mà mình lãnh nhiệm vụ ngày hôm đó cũng có.
nhiều khi mới bay chung với bạn hơn xu mới bay chung với bạn, hoặc là mình request tụi mình yêu cầu để bay chung với nhau thì mới quen biết nhau thôi, chứ thật sự là mỗi ngày bay một chuyến là sẽ bay với những người hoàn toàn mới. Đó là lý do họ có bảng tên nhỉ? Số 9. Bạn gây cản trở công việc của họ bằng cách đi giữa các lối đi sau khi cất cánh. Đây là thời điểm bận rộn nhất cho phi hành đoàn khi họ bắt đầu đi qua lại với một chiếc xe đẩy nặng, làm nóng bữa ăn của bạn và chuẩn bị đồ uống. Khi hành khách chọn duỗi chân hoặc đi gặp một người bạn ở hàng khác, nó sẽ bắt đầu kẹt xe. Đây là thứ làm cho việc phục vụ bữa ăn chậm hơn và khiến tiếp viên hàng không khó chịu. Thật sự đây là cái điều mà mình cảm thấy kiểu hơi bị tức tức trong lòng á, tại vì á mọi người biết là khi mà service bắt đầu, khi mà tụi mình bắt đầu phục vụ hành khách, với là tụi mình đẩy một cái xe rất là nặng rồi, đúng không? Mình cũng có chia sẻ rồi, những cái xe mà đựng đầy đồ ăn thức uống cho khách, tụi mình phải mấy chục ký, cả trăm ký cũng có nữa, tụi mình phải kéo nó đi một cái quãng đường rất là dài từ phía sau đuôi máy bay lên tới chừng giữa máy bay để phục vụ khách. Nó nặng rồi mà tụi mình còn phải hả chú ý khách đứng đây đứng đứng khách đứng nói chuyện, khách đứng đợi toilet, khách đứng trên đường đi này kia, cho nên mình phải nhờ khách là cho mình qua. Xong rồi tới lúc mình đang phục vụ thì khách lại khều khều vai mình kêu là ê, tao muốn về chỗ đó, tao muốn về chỗ của tao. Thì cái lối đi là nguyên cái xe kẹt rồi, đúng không? Tụi mình phải kéo ngược cái xe đó về cái chỗ mà có nhiều khoảng trống hơn để khách đi qua cái xe của mình và về lại chỗ ngồi. Và nó khiến cho cái việc phục vụ của tụi mình mất thời gian nhiều hơn và nó lu bu hơn. Có nghĩa là trong cái lúc mà bạn đang rất bất bận rộn mà tự nhiên là có chuyện thêm để các bạn làm, thì thật sự là tuy là tức ở trong lòng thiệt nhưng mà bên ngoài mình vẫn mỉm cười rất là tươi và rất là này nè, đợi tao một chút nha. Cho nên là nếu được thì trong lúc phục vụ á, mọi người hãy ngồi tại chỗ của mình và thưởng thức bữa ăn của mình, xong hết rồi mọi người muốn đi tám chuyện hay đi đâu cũng được. Số 10. Bạn có thể yêu cầu thêm thức ăn. Có một vài bữa ăn còn sót lại trên hầu hết các chuyến bay. Nếu bạn vẫn còn đói, đừng ngại hỏi nhé. Chúng chỉ ăn được trong một thời gian ngắn, vì vậy rất có thể chúng sẽ bị vứt đi trừ khi ai đó trong phi hành đoàn ăn chúng sau chuyến bay. Đúng rồi, khi mà tụi mình lát đồ ăn lên thì lúc nào cũng sẽ lát dư. Tại vì một phần là cũng là phần ăn cho tụi mình nữa. Ví dụ như 200 khách thì phi hành đoàn cũng cỡ, ví dụ như 15 người đi thì cũng sẽ phải lát trên chừng 225, nó sẽ dư một chút để trong cái trường hợp là các bạn biết là hãng mình sẽ có hai choice, nghĩa là hai cái sự lựa chọn về bữa ăn, ví dụ như là gà, cơm gà hay là mì với hải sản, ví dụ vậy, cơm gà hoặc là mì hải sản đó, thì tụi mình phải lát dư lên để cái gì, để trong cái lúc mà khách chọn nhiều khi nó sẽ không có cân bằng với nhau, nhiều khi khách lại chọn gà nhiều hơn, mà nếu mà chỉ lát vừa đủ thì những khách mà muốn ăn gà lại dư cái phần mì mà thiếu phần gà, đúng không, thì tụi mình sẽ lát dư để trong cái trường hợp đó tụi mình vẫn có đồ ăn để mình đảm bảo là khách vẫn được ăn cái món mà khách chọn, và hơn nữa là sẽ dư để cho phi hành đoàn ăn, và nếu mà khách xin thêm thì tụi mình sẽ kiểm tra lại là tụi mình sẽ còn hay không, và nếu mà tụi mình còn thì tụi mình rất là vui lòng phục vụ cho khách ăn thêm một phần ăn nữa. Số 11. Bạn có thể nhận được dịch vụ tốt hơn ở phía sau máy bay. Khoảng cách từ tiếp viên đến chỗ ngồi của bạn ngắn hơn nếu bạn ngồi về phía đuôi máy bay. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi phía trước, phi hành đoàn có thể sẽ nhận thêm 50 yêu cầu bổ sung trên đường đi và bạn có thể không bao giờ lấy được thêm chăn hoặc nút tay. Tôi thường ngồi ở ghế sau. Thật sự luôn, thật sự. Những cái khách mà ngồi đuôi máy bay mà gần cái bếp tụi mình làm á, thì thường những cái yêu cầu đồ ăn uống của họ nó sẽ được phục vụ nhanh hơn, tại vì tụi mình trở về ngay đây mà, ngay phía sau đuôi máy bay luôn mà, tụi mình đem đồ ăn ra cũng dễ hơn này kia, và khách yêu cầu cái gì tụi mình đều có thể đem ra ngay lập tức được. Còn mỗi lần mà mình check online mình thấy nó tuốt ở cái hàng 45-50 là nó cả một cái quãng đường từ đuôi máy bay đi tới gần giữa máy bay luôn á, là có một cái sự ngán trước rồi đó, một sự ngán trước rồi đó, và trên đường đi ha thì người này khều, người kia em ơi, này em ơi, đó lại thêm một đống đi chỉ đi check online có một người thôi, nhưng mà ra tới 10 cái request rồi thì vẫn vui vẻ thôi, vẫn vui vẻ phục vụ thôi, nhưng mà ý mình là ok, nếu bạn ngồi đuôi máy bay thì đúng là mọi thứ phục vụ cho bạn nó sẽ nhanh hơn. Còn bạn thì sao? Và bạn thích ngồi gần cửa sổ hay lối đi? Thế còn ghế giữa? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận và cùng tiếp tục nào. Số 12. Đồ uống đóng chai là người bạn tốt nhất của bạn trong suốt chuyến bay. Khi được lựa chọn đồ uống miễn phí trên tàu bay, đừng chọn cà phê hoặc trà. Trong thực tế, hãy yêu cầu bất cứ món gì đóng hộp hoặc chai. Nước trong những đồ uống nóng đó cũng ổn, nhưng những chiếc thùng chứa nó không được làm sạch nhiều lắm đâu. Cái này thì mình không biết. Cái này sợ là mình không biết thật. Nhưng mà tụi mình thì vẫn uống trà cà phê bình thường. Phi hành đoàn tụi mình á, buồn ngủ quá hay là muốn uống cái món gì đó cho nó vui vui thì vẫn uống trà cà phê bình thường, và tụi mình vẫn phục vụ nước uống đóng chai cho khách.
Và ngoài ra còn có nước cam, nước táo, nước dứa, nước cà chua. Đó là những cái đóng hộp hộp hộp. Rồi Pepsi, Bể Úc cũng có. Trà cà phê thì mình thấy nó vẫn bình thường. Mình không biết là cái này có thật hay không, nhưng mà thấy mọi người đều uống. Tụi mình còn phục vụ trà cà phê riêng nữa mà, đúng không? Cho nên là cái vấn đề này thì mình không đành để lắm. Số 13. Tiếp viên hàng không không phải là bồi bàn. Họ phục vụ bạn bữa ăn và đồ uống, nhưng nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ cơ trưởng giữ mọi thứ trên máy bay an toàn và hành động cấp tốc trong những trường hợp bất ngờ. Các khóa đào tạo cường độ cao mà họ trải qua được thực hiện trong vòng vài tuần ngắn ngủi, nhưng nó bao gồm các quy trình an toàn, các chi tiết kỹ thuật trên máy bay và sơ cứu. Đó là vài ví dụ. Số 14. Đúng, tụi mình không phải là phục vụ, không phải là bồi bàn. Nhiều người nghĩ như vậy, nhiều người vẫn nghĩ tụi mình chỉ phục vụ đồ ăn, nước uống cho khách này kia thôi. Và thật sự là mình nghĩ là mình đã nói cái vấn đề này đủ nhiều cho những cái bạn mà subscribe kênh của mình, các bạn cũng biết hết rồi. Không cần phải giải thích lần nữa, tại vì những cái người mà đăng ký kênh của mình là những người mà đã thấm nhuận cái tư tưởng này rất lâu và cũng đã yêu thích cái nghề tiếp viên hàng không rồi. Cho nên là họ sẽ không có những cái thiếu suy nghĩ như vậy được, không có những cái nhận thức mà nó lệch lạc và nhợt nhạt và một cách sơ sài như vậy về cái nghề của mình được, cho nên mình sẽ không cần phải giải thích thêm. Còn những ai mà nghĩ như vậy chắc chắn là họ đã không đăng ký kênh của mình và không nghe mình nói và không thấm nhuận cái tư tưởng đó của mình rồi, cho nên là ok, chúng ta không thuộc về nhau. Họ cũng không phải là quản gia riêng của bạn. Tất nhiên bạn có thể sử dụng nút gọi nếu bạn cần thứ gì đó, nhưng đừng nổi giận nếu một người phục vụ không xuất hiện ngay sau đó để giúp bạn. Trừ khi bạn có máy bay riêng, thông thường có ít nhất 100 hành khách khác bên cạnh bạn. Nếu bạn gì đó, các bạn tưởng tượng đi, nước khoang hạng phổ thông là thường mình cho trung bình là 200 khách thôi ha, 200 khách mà tiếp viên ở dưới khoang hạng phổ thông á thì thường là 6 người đi, 6 người mà 200 khách thì nghĩa là mỗi người phải phụ trách chừng 3 đến 40 người, đúng không? Thì các bạn tưởng tượng đi, mỗi người phục vụ 3 đến 40 người mà các bạn bấm call line, đâu phải là tụi mình lúc nào cũng rảnh. Không, nếu mà trong cái trường hợp mà hot service rồi á thì tụi mình sẽ hơi rảnh, đúng, bạn bấm có thể ra liền, nhưng mà còn cái lúc mà đang service này kia sẽ có rất nhiều thứ để làm và tụi mình sẽ không thể nào mà chạy ào ra liền hết. Cho nên là như cái clip trước mình nói rồi đó, nếu mà các bạn có bấm call line thì bấm một lần thôi là tụi mình cũng nghe rồi, đợi chừng 5 phút đi, cho tụi mình 5 phút. Nếu mà sau 5 phút mà vẫn không ai ra để hỏi các bạn thì các bạn hãy bấm một lần nữa. Muốn một ly nước, bạn có thể duỗi chân và đi lấy nó. Số 15. Không phải cái gì họ cũng biết. Vì chúng ta đang nói về chủ đề các nút gọi, đừng sử dụng nó để hỏi phi hành đoàn vị trí của máy bay ngay bây giờ hoặc cách tìm thấy hình ảnh sân bay tới. Thật sự là họ không biết và họ thật sự không cần phải biết. Số 16. Họ... Đúng đó, mình chỉ muốn vỗ tay thôi, mình không muốn nói, mình không có gì để nêu ý kiến về cái vấn đề này nữa. Thật sự là vậy, không phải tụi mình cái gì cũng biết và có những thứ mà tụi mình không nhất thiết phải biết, không cần phải biết đâu. Cho nên là nếu mà các bạn hỏi tụi mình một cái vấn đề gì đó mà tụi mình không biết á thì hãy thật sự tin là tụi mình không biết, tại vì nếu tụi mình biết tụi mình đã nói rồi. Ok. Không chịu nổi khi bạn nhét chiếc khăn ăn đã sử dụng vào cốc của bạn. Tiếp viên xếp chồng cốc để tiết kiệm không gian, vì vậy mỗi khi có một chiếc khăn ăn bên trong, họ phải lôi nó ra và vứt riêng nó đi, và điều đó chỉ làm lãng phí thời gian của họ. Đây là cái điều khiến mình ức chế thứ hai. Sau cái vụ mà đang đẩy xe mà khách đứng đi tới đi lui á, đây là cái việc thứ hai, đó là tụi mình phục vụ cái aperitif, nghĩa là cái gì ta, ăn khai vị hả? Có nghĩa là tụi mình trước những cái chuyến bay dài á, trước khi phục vụ bữa ăn thì mình sẽ có phục vụ là ăn nhẹ, kiểu như là ăn cái bịch đậu với một nước phục vụ nước nữa. Cho nên là cái bịch đậu đó xé ra thì nó sẽ là một cái bịch rác và cả khăn giấy và một cái ly nữa. Và khi mà tụi mình phục vụ xong thì tụi mình sẽ đi collection, nghĩa là đi dọn hết những cái đó. Thì khi đi á, khách xuất phát từ ý tốt, có nghĩa là họ bỏ cái giỏ đựng thức ăn với khăn giấy vào trong cái ly và đưa cho tụi mình. Thì đúng là một cái việc làm tốt, có nghĩa là họ nghĩ như vậy sẽ gọn. Mà khi mà tụi mình dọn á, thì tụi mình rất là vui nếu mà khách chia làm hai. Đó, cốc theo cốc, rác tụi mình sẽ để theo rác. Thì vậy nó sẽ để được nhiều lần hơn. Tại vì một lần mình tụi mình đi á, thì cái mâm nó chỉ có nhiêu đây thôi. Thì các bạn tưởng tượng nếu mà cái mâm đó với cái diện tích như vậy mà mâm ly mình để theo ly, rồi đồ những cái rác mình để theo một bên, thì nó sẽ có nhiều diện tích hơn. Nghĩa là tụi mình sẽ đi ít hơn, ít lần hơn, tại vì đầy rác tụi mình phải trở về gallery, tụi mình vứt rác xong rồi tụi cầm cái mâm đó đi ra để collection tiếp, chứ tụi mình không phải cầm nguyên một cái bịch rác. Nếu mà cầm nguyên cái bịch rác thì trời, các bạn muốn bỏ cái gì vô cũng được, còn tụi mình chỉ cầm cái mâm thôi. Cho nên là mình phải tiết kiệm diện tích nhất có thể, tụi mình gom được nhiều rác nhất có thể, tụi mình ít đi lại nhất có thể để tiết kiệm thời gian nhất có thể rồi. Cho nên là thật sự là nếu mà gặp một khách mà bỏ thì tụi mình phải rất là vẫn mỉm cười nha, nhưng mà mình sẽ lấy khăn giấy bỏ ra một bên và để giấy lên trên, và bỏ cái cốc giấy lên trên cái cốc
chung với nhau hết như vậy. Thì nếu mà mọi người chia rác sẵn ra thì tụi mình sẽ rất là biết ơn. Số 17, bạn có thể mở cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài. Nếu con bạn bị mắc kẹt bên trong hoặc gì đó, bạn chỉ cần nhấc dấu hiệu nhà vệ sinh và trượt núm vào vị trí mở khóa. Nhưng điều này chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thôi. Đúng rồi, đúng là cửa toilet có thể mở ra từ bên ngoài và đúng là chỉ trong những trường hợp khẩn cấp thôi, tại vì các bạn biết sẽ có nhiều lúc khách vô toilet, dùng toilet và có thể bị ngất xỉu hay là có vấn đề gì đó mà họ bất tỉnh ở trong đó, thì tụi mình lúc nào cũng để ý khách hết, để ý là khách đi toilet có lâu hay không. Nhiều khi khách đi lâu quá không có động tĩnh gì thì tụi mình sẽ phải lại gõ cửa hỏi xem là are you okay, khách nghe có trong đó có bất kỳ một cái tiếng nói hay bất kỳ tiếng động gì không, thì mình sẽ gọi thêm một lần nữa. Nếu mà ở bên trong không có tiếng động gì rồi mình sẽ nói là có thể mở cửa không, thì tụi mình lúc đó tụi mình sẽ mở cửa theo từ cái hướng bên ngoài để kiểm tra xem là bên trong khách có ok hay không. Thì đó là dành cho cái trường hợp khẩn cấp, tại vì nếu mà các bạn gặp một bất cứ một cái điều bất thường nào, ví dụ đứng đợi toilet mà lâu quá không có người đó không có đi ra, thì cái việc hãy kêu tiếp viên và tiếp viên sẽ xử lý tiếp, chứ đừng tự động mở cửa toilet từ bên ngoài, tại vì nhiều khi người ta không ở bên trong, người ta đang làm cái vấn đề gì đó mà người ta không nghe thôi, chứ không phải người ta bị bất cứ một cái vấn đề gì đâu. Mà mình mở ra một cách như vậy mà bạn không phải là tiếp viên mà bạn là khách mở ra như vậy thì nó sẽ hơi kỳ. Số 18. Cabin không phải là nơi sạch nhất trên thế giới. Tôi chắc chắn bạn biết phòng vệ sinh không chính xác là mẫu mực vô trùng gì, nhưng những tấm thảm đó cũng có mầm bệnh, vì vậy đừng đi lanh quanh mà không mang giày. Nhưng Đúng á, đừng đừng bao giờ cởi giày ra mà đi chân không ở trên máy bay, tại vì nó rất là dơ, thật sự luôn, rất là dơ. Cho nên là tụi mình á, thường á, những cái chuyến bay dài á mà tụi mình trực có, thì mình hay để ý khách đứng đợi toilet này kia, khách hay mang chân không, là tụi mình đều đưa cái slipper cho khách. Slipper là kiểu dép mang cho máy bay á, nó giống như dép khách sạn vậy đó, mình sẽ đưa cho khách để khách mang, tại vì thật sự nó rất là dơ và mọi người không nên để chân trần mà đi trên thảm như vậy, có mất vệ sinh, nhiều vi khuẩn lắm. thứ bạn ăn là bẩn thỉu nhất. Các khay đồ ăn chỉ được lau nhanh bằng một miếng dẻ mà thôi, và người ta còn đặt chân lên chúng nữa. Mình nghĩ chơi ba chỗ nào cũng bẩn hết á, nhưng mà tại vì cái chỗ được cái bàn đồ ăn của mình là cái nơi đựng thức ăn để mình đưa lên miệng đúng không, cho nên là mình nghĩ là các bạn đừng để trực tiếp đồ ăn lên trên cái bàn, ví dụ như đừng để trái cây trực tiếp lên, ví dụ mình đã qua một cái lớp bọc rồi hay là bánh này kia ở trong bọc rồi thì không sao, vấn đề nó không có liên quan. Trái đồ ăn cũng vậy, đồ ăn mình đã có một cái có mâm rồi mà, cách biệt rồi mà, ý là đừng có để trực tiếp lên trên cái bàn đó. Mình nghĩ là mọi người đều hãy nên lau sơ của mình, nếu mà mình muốn để đồ ăn trực tiếp lên thì hãy chắc chắn là mình bản thân mình đã tự vệ sinh nó sạch sẽ nhất có thể rồi. Số 19. Tiếp viên hàng không biết nếu bạn sử dụng bình xịt trên máy bay. Nếu bạn cố gắng lén dùng keo xịt tóc du lịch hoặc chất khử mùi trong hành lý xách tay, đừng sử dụng nó trong phòng vệ sinh. Điều này sẽ khởi động còi báo đấy. Số Đúng rồi. 20. Ở trong phòng vệ sinh sẽ có một cái máy mà nó sẽ có thể cảm ứng được nếu mà có khói hay là có bất kỳ những cái điều bất thường gì đã xảy ra trong phòng vệ sinh, tại vì muốn trừ cái trường hợp là khách hút thuốc á. Cho nên là mọi người tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới cái việc là hút thuốc trên máy bay nha. Chứ nó sẽ hú, nó sẽ báo động lên và một đống người sẽ bu lại quanh cái nhà vệ sinh luôn. Có khoang nghỉ ngơi cho phi hành đoàn. Máy bay lớn hơn có rất ít phòng ẩn để phi hành đoàn nghỉ ngơi trên các chuyến bay đường dài. Họ phải bò vào đó vì không có nhiều phòng, nhưng vẫn đủ tốt để thư giãn một chút. Không, mình confirm, mình xác nhận là không 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 bò nha, tụi mình đi nhá, không tới nỗi bò đâu, tụi mình đi bình thường rồi lên chỗ đó cũng nằm này kia, cũng mình nghĩ cũng được, tại vì cái clip trước bạn đã biết hết 25 tên tiếng Anh và công dụng của những thiết bị kỳ lạ để trên máy bay chưa. Đó là mình đã có nói về cái chỗ ngủ của tiếp viên và mình cũng có cho các bạn xem hình ảnh này kia đúng không, đó thì họ sẽ là không không bò bò nha, mình xác nhận là không bò. Số 21. Họ yêu cầu bạn nâng các cửa sổ có lý do. Các cửa thoát hiểm khẩn cấp phải được bật lên để các tiếp viên có thể thấy liệu bên ngoài có an toàn trước khi họ mở cửa. Số 22. Họ có thể thêm mắm thêm muối nếu muốn. Lặp đi lặp lại thói quen hàng ngày có thể trở nên nhàm chán. Không có quy tắc nào cấm họ sáng tạo với việc phổ biến quy định an toàn trước giờ bay. Vì vậy, đôi khi bạn có thể thấy tiếp viên hàng không biến cho nó trở thành một tác phẩm hài độc lập hoặc thậm Không, cái này là mình chưa bao giờ thấy nha. Vấn đề này chắc là mình nghĩ ở những cái hãng mà kiểu phương Tây, ở Mỹ hay là ở nơi nào thì mọi thứ nó sẽ thoải mái hơn, thì có thể sẽ có những cái tiết mục đài độc thoại như thế này, chứ ở hãng mình thì mình chưa thấy bao giờ và mình nghĩ là nó chắc cũng sẽ không xảy ra. chí là nhảy trên máy bay nữa. Số 23. Phi hành đoàn có ngôn ngữ bí mật của riêng họ. PAS là viết tắt của hành khách. UM là một người không có bạn đồng hành. UM là kiểu những cái em nhỏ
mà không có người lớn đi cùng, mà cũng chưa đạt đến cái độ tuổi mà có thể đi một mình được, thì sẽ gọi là du em. Tụi mình sẽ giúp đỡ những cái em này đi đến nơi về đến chốn, và care, có nghĩa là quan tâm chăm sóc để ý đến những bé này nhiều hơn, xem là những bé này có cần cái sự giúp đỡ gì hay không. Người cần được quan tâm và chăm sóc thêm. Người say là những hành khách không có chỗ ngồi được chỉ định đến vào phút cuối và bắt đầu xoay vòng tìm kiếm một chỗ trống. Người chạy là những người thực sự chạy nước rút qua sân bay và vào máy bay để bắt kịp chuyến. George là một tên phổ biến trong hệ thống lái tự động. Nước xanh là chất lỏng được sử dụng trong nhà vệ sinh máy bay và phòng vệ sinh có thể được gọi là phòng xanh. Đối với ghế ngồi có thể gặp lại đặc biệt mà tiếp viên hàng không sử dụng trong quá trình cất cánh, hạ cánh và nhiễu loạn. Nó được gọi là ghế nhảy. Và đúng rồi, cái chỗ ngồi của tiếp viên á gọi là ghế nhảy là tại vì nó dịch từ tiếng Anh sang là jump seat á. Jump seat nó dịch là ghế nhảy, thì cái ghế đó là kiểu các bạn đi máy bay các bạn cũng thấy đúng không, mọi ở cái cửa là sẽ có một cái ghế như vậy dành cho tiếp viên ngồi, để trong cái quá trình cất cánh và hạ cánh tiếp viên sẽ ngồi đó và quan sát cabin, quan sát khoang hành khách cũng như là quan sát cái cửa nữa. Thì cái ghế đó nếu bình thường nó sẽ gập lên như thế này, còn nếu mà tụi mình ngồi thì nó sẽ ngồi xuống, còn tụi mình không ngồi nữa thì nó sẽ tự động gập lên như thế này, thì nó cũng khá là vui, khá là mắc cười. Jump seat. Cùng, nếu bạn hành xử quá đáng ở độ cao 10.000 km và tiếp viên hàng không đề nghị giúp 10.000 m nha mọi người, 10.000 m thôi chứ không tới nỗi 10.000 km đâu, 10 km chắc bay ra khỏi khỏi trái đất rồi đó, 10.000 m thôi. Bạn tạo thêm không gian ngoài trời cho bạn, hãy cứ để họ làm, tôi đùa đấy nha. Vì vậy nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay. Vậy là mình đã reaction xong cái clip là 21 bí mật mà tiếp viên hàng không muốn giấu kín của kênh YouTube Soi Sáng. Thực ra mình thấy là cái clip này nó khá là thú vị, tại vì cái cách mà truyền tải thông tin của nó một vừa dễ hiểu mà vừa có một cái sự giải trí cho người xem nữa thì mình rất là thích, và cũng như là nó đã giúp mình chia sẻ những cái kiểu nỗi niềm thầm kín của tiếp viên hàng không mà tụi mình sẽ rất ít có cơ hội được chia sẻ. Thì hy vọng là qua cái clip này các bạn đã có thể hiểu hơn về công việc của mình, và cũng như là đã có thể giúp các bạn có những phút giây hoặc là giải trí. Ok, nếu các bạn thích cái video clip này thì đừng quên like cho mình nha, và cũng như là comment bên dưới cho mình biết nếu mà các bạn có bất kỳ những cái ý tưởng nào cho mình để tiếp tục làm cái series K-Reaction này, và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của mình vì mình sẽ còn trở lại với những clip khác nữa. Ok, bye bye.